Xin chào quý vị khán giả của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Trong chương trình Tết hôm nay, Diệu Thảo rất vui được giới thiệu với quý vị khán giả một chàng trai là ca sĩ và cũng là một ca sĩ được giới trẻ rất là hâm mộ, đó là ca sĩ Hoàng Bách. Hoàng Bách xin kính chào quý vị, xin chào chị Diệu Thảo. Cũng phải thú thật với quý vị là Hoàng Bách từ rất lâu rồi đã ngưỡng mộ chị Thảo trên truyền hình. Và may mắn là hôm nay được chương trình mời cùng đứng bếp với chị. Xin cảm ơn Hoàng Bách. Như vậy thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện một món ăn để giới thiệu với quý vị khán giả nhé. Dạ. Hoàng Bách biết không, trong những ngày Tết á, thì người ta thường hay ăn rất là nhiều món Tết, là như món thịt nấu đông, món canh bóng chẳng hạn, hoặc là thịt kho trứng nữa. Nhưng mà ăn những món đó mãi thì nhiều khi cũng thấy rất là thấy ngán. Thì trong chương trình hôm nay, chị sẽ giới thiệu với quý vị khán giả và Hoàng Bách một món ngâm chua ngọt. Có cái vị rất là hấp dẫn. Nhưng mà chị thắc mắc không biết là bình thường thì Bách có hay vào bếp không vậy? Bình thường thì thôi em nói thật nha. Là em ít khi vào bếp nhưng mà em biết nấu bếp à? À vậy hả? Cũng có biết nấu bếp. Như vậy thì hôm nay Hoàng Bách sẽ vào bếp và trổ tài với lại quý vị khán giả nha. Vâng ạ, nhưng mà nói thiệt với quý vị là Bách chỉ có một vài món riêng của mình thôi. Còn món mà chị Thảo giới thiệu chắc có lẽ Bách chưa biết. Nhưng mà Bách nghĩ là trong cái thời điểm mà Tết thì rất là nhiều món như chị Thảo vừa kể, và ai cũng biết là nó rất là nhiều chất béo, ai cũng ngán, đi chơi xa về mệt. Chắc món ngâm chua ngọt thì có lẽ là hợp lý. Như vậy thì hôm nay chị sẽ giới thiệu với Hoàng Bách và quý vị khán giả một món ngâm chua ngọt, và sử dụng một cái loại nguyên liệu cũng rất là đặc biệt, đó là món gân bò ngâm chua ngọt. Nguyên liệu để thực hiện món gân bò ngâm chua ngọt này thì rất là đơn giản. Chúng ta chỉ cần chuẩn bị khoảng 400 gram gân bò này nha, 500 gram đường phèn, một củ gừng chúng ta nướng và đập dập ra, một ít tỏi, ớt, muối hột, các loại gia vị thông thường, hạt nêm Aji ngon và giấm gạo Lisa. Giai đoạn đầu tiên là cái giai đoạn mà lâu nhất trong cái công đoạn này, đó là chúng ta sẽ luộc gân bò. Bây giờ mình sẽ thả gân bò vào để mà mình chuẩn bị luộc đây. Phần gân bò này thì có nhiều loại lắm, nhưng mà muốn ngon á thì chúng ta chọn cái phần gân ở cái phần giò thì sẽ ngon nhất. Chị sẽ cho vào một muỗng canh muối hột nha, và một muỗng canh hạt nêm Aji ngon. Rồi bây giờ Bách nhớ là cho thêm cái củ gừng nướng đập dập này, chúng ta cho vào chung, mục đích là để khử cái mùi hôi của bò. Trong thời gian mà chúng ta chờ cho phần gân bò chín mềm thì chúng ta sẽ chuẩn bị sang cái phần thứ hai, đó là phần giấm đường. Bây giờ chị chuẩn bị sẵn ở đây là 1,5 lít nước nè. Ủa, cái này là nước chứ không phải là nước giấm hả chị? Đúng rồi. Và chúng ta sẽ cho vào nửa lít giấm gạo. Rồi chưa hết đâu nha Bách nha, chúng ta còn một nguyên liệu nữa. Chúng ta sẽ cho đường phèn vào rồi. Sau đó thì chúng ta sẽ cho thêm khoảng một muỗng canh muối hột nữa. Phần tỏi ớt này nếu mà chúng ta sử dụng ngay thì chúng ta sẽ không để lâu được. Muốn để lâu thì chúng ta phải phơi cho hơi héo một chút xíu. Em thấy nước sôi cũng lâu lâu rồi chị. Sôi lâu mà vấn đề quan trọng là mình xem thử xem cái phần gân bò đã nở trong chưa. Đây nè, chúng ta quan sát là khi mà chúng ta nấu được khoảng 2 giờ thì là phần gân bắt đầu nở trong lên như thế này. Đây là những cái miếng gân đã được rồi đây. Thì chúng ta sẽ vớt ra. Nghĩa là gân phải nở trong hết. Đúng rồi. Tuy nhiên quý vị khán giả cũng cần lưu ý là đối với những cái miếng gân mà nở không đều như thế này, tức là có chỗ trong, có chỗ còn đục như thế này, thì chúng ta sẽ phải cắt ra và cho cái phần gân còn đục vào nấu tiếp để tiếp tục cái phần gân đó chín. Nếu không nó sẽ dai đúng không chị? Đúng rồi. Sau khi chúng ta nấu giấm và đường tan hết rồi, chúng ta sẽ đổ phần giấm đường này ra và chúng ta để cho thật nguội. Và trong khi chờ cho giấm đường nguội, bây giờ Hoàng Bách sẽ làm một cái công việc là lạng bỏ những cái phần mỡ còn bám ở phía bên ngoài cái gân đi. Vì những phần mỡ này sẽ làm cho cái món ăn chúng ta kém ngon. Chị cũng đã chuẩn bị một cái keo rất là xinh này để mà chúng ta ngâm gân bò rồi đây. Chúng ta cho vào trong keo. Và cho gân bò vào, chúng ta phải cho xen kẽ những phần tỏi ớt vào nữa. Chị còn chuẩn bị sẵn mấy cái cây gài nữa nè. Chúng ta sẽ cài lại để mục đích là để cho giữ cái gân bò này nó sẽ ngập với vẻ phần giấm đường. Cuối cùng là chúng ta sẽ múc phần giấm đường này cho vào. Mà chị ơi, em thấy là nếu mà mình làm từ nãy giờ thì cũng mất công rồi đó.
ngâm này mà 2-3 ngày thì làm sao em biết là nó ngon hay dở? Nói vòng vo chẳng qua là muốn thử thôi phải dạ, không? Em phải thử ạ. Chị đã biết ý rồi, cho nên chuẩn bị sẵn đây là một cái dĩa gân bò ngâm chua ngọt đã ngâm được 2 ngày rồi. Thì bây giờ Hoàng Bách muốn thử thì chúng ta phải thử với lại cái phần gân bò này. Chị Thảo có biết không, cái hương vị của món gân bò ngâm chua ngọt này thực sự là em nghĩ là nó đặc biệt. Bởi vì em cũng đã đi rất là nhiều nơi và đã từng thưởng thức khá là nhiều món. Có nhiều món mình ăn xong rồi hôm sau mình không nhớ nó như thế nào nữa. Và có nhiều món thì mình nhớ rất là lâu. Và em nghĩ đây là một trong những món mà em khó quên. Rất cảm ơn Hoàng Bách. Vâng, chúng ta cũng không còn nhiều thời gian bên nhau nữa rồi, nhưng mùa xuân thì đang ở ngoài cửa. Nhân dịp xuân về, Hoàng Bách và chị Diệu Thảo cũng xin thay mặt chương trình Món Ngon Mỗi Ngày kính chúc quý vị một năm thêm sung túc ăn vui, người nông dân thêm lúa thóc, người thương gia mau phát tài. Để chương trình của chúng ta ngày càng tốt hơn, xin quý vị có thư từ góp ý hãy gửi đến hộp thư số 1 Bưu điện Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, hoặc điện thoại đến trung tâm tư vấn khách hàng của công ty Ajinomoto số 061 882 6188. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.